ngoài đường vô chắc cũng y chang kia ha, khoảng độ hơn 100 mét, bình điện 400 luôn. Ngàn ha. Đây. Diện tích hết, diện tích đúng rồi. Đi đi qua. Mình hỏi nó một tí nó chửi chắc. Chửi luôn. Ha. Xưởng làm cũng cao chứ. Bảo đã bao giấy tờ hết rồi. Bao giấy tờ hết hả? Làm đường bao to ha. Nhưng mà nó không có dung dứt.